Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Ủy ban dân tỉnh phê duyệt đề án phát triển giao thông đường thủy nội địa tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Nguy cơ mất an toàn giao thông trên đại lộ Nguyễn Hoàng, thành phố Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban dân tỉnh vừa phê duyệt đề án phát triển giao thông đường thủy nội địa tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đề án nêu rõ, Sở Giao thông Vận tải tiến hành ra soát các bến bãi tập kết cát đã được tỉnh phê duyệt cho thuê đất đáp ứng đầy đủ điều kiện về bến thủy nội địa. Các bãi tập kết cát đã được Ủy ban dân tỉnh cấp phép cho thuê đất nếu đáp ứng các điều kiện như vị trí neo đậu, thiết bị xếp dỡ, luồng tuyến và hành lang an toàn giao thông, đảm bảo an toàn đường thủy nội địa và kết nối với các phương thức vận tải khác, thì Sở Giao thông Vận tải sẽ tiến hành cấp giấy phép bến thủy nội địa. Đối với những vị trí không đáp ứng được một trong các điều kiện trên, Sở Giao thông Vận tải sẽ báo cáo Ủy ban dân tỉnh để thu hồi quyết định cho thuê đất. Dịp cuối năm là thời điểm các huyện miền núi thu hoạch nông sản và ép mía đường, nên tình trạng các lái xe tự ý cải tạo phương tiện để chở quá khổ, quá tải diễn ra khá phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông. Quốc lộ 217 đoạn qua huyện Thạch Thành là tuyến có đông phương tiện tự ý thay đổi thiết kế thành thùng để chở quá khổ nguyên liệu mía, sắn và cây lâm nghiệp. Đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông và công an các huyện miền núi tăng cường kiểm soát tình trạng chở quá khổ quá tải tại khu vực đầu mối hàng hóa, hạn chế thấp nhất tình trạng xe quá khổ quá tải tham gia giao thông. Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong vòng 3 ngày từ 20 tháng 12 đến ngày 23 tháng 12 vừa qua, trên đại lộ Nguyễn Hoàng, đoạn từ ngã tư Bixi, phường Đông Hải đến cầu Nguyệt Viên thuộc xã Hoàng Quang, thành phố Thanh Hóa, đã có hai vụ tai nạn giao thông liên tiếp xảy ra, làm chết hai người. Đây đang là thực trạng báo động về nguy cơ mất an toàn giao thông cho người và phương tiện khi lưu thông trên đoạn đường này. Tổ điều tra xử lý tai nạn của Công an thành phố Thanh Hóa đang dựng lại hiện trường vụ tai nạn xảy ra hồi 14 giờ ngày 23 tháng 12 tại ngã tư vòng xuyến Bixi thuộc phường Đông Hải. Trước đó, vào 5 giờ sáng ngày 20 tháng 12, tại chân cầu Nguyệt Viên xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô và một người đi bộ, làm người đi bộ thiệt mạng. Lúc em đang đứng ở đây, em nghe kịch ấy, ngay ở cái đoạn ở chỗ đó, cái chỗ xe con đi, em nghe rầm. Lúc mà em chạy lại nơi thì thấy người nằm bất động. Qua điều tra của lực lượng chức năng, bên cạnh nguyên nhân chính xảy ra tai nạn giao thông tại khu vực này là do ý thức chủ quan của người tham gia giao thông còn hạn chế, khi lưu thông phóng nhanh vượt ẩu thì công tác tổ chức giao thông ở khu vực này cũng còn những bất cập dẫn đến tai nạn. Đơn cử như từ ngã tư Bixi đến cầu Nguyệt Viên, dài chưa đến 2 km nhưng có tới 2 vòng xuyến giao cắt, rất dễ xảy ra xung đột giao thông nếu các phương tiện đi đến khu vực này không giảm tốc độ. Bên cạnh đó, hiện tuyến đường có 4 làn đường. Với tuyến đường có quy mô tương tự thì xe ô tô sẽ lưu thông ở 2 làn đường bên trong, xe gắn máy và thô sơ sẽ đi vào 2 làn đường ngoài cùng. Song hiện nay tuyến đường chưa có biển cấm quy định làn đường nên các phương tiện vẫn lưu thông lộn xộn. Ngoài ra, cách chân cầu Nguyệt Viên khoảng 200m, hiện đang có một điểm mở phân cách giữa. Đây cũng là một trong những điểm thường xuyên xảy ra tai nạn. Quảng chỗ cua đây vì tai nạn nhiều lắm. Vì là chứ anh mua đi tốc độ nhanh là bắt đầu là anh sang xe cái là dễ đâm lắm, đâm nhiều lần rồi. Để ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn giao thông trên đại lộ Nguyễn Hoàng, tháng 6 năm 2017, Công an thành phố Thanh Hóa đã có văn bản gửi Ban An toàn giao thông thành phố đề xuất đơn vị quản lý tuyến đường thu hẹp giải phân cách trên đại lộ Nguyễn Hoàng, đoạn giáp với đại lộ Nam Sông Mã, nhằm mở rộng vòng cua cho các phương tiện khi lưu thông từ đại lộ Nguyễn Hoàng sang đại lộ Nam Sông Mã. Đến nay, giải phân cách ở khu vực này đã được thu hẹp. Tuy nhiên, đây chỉ là một điểm trong số 4 điểm trên đại lộ Nguyễn Hoàng có nguy cơ cao mất an toàn giao thông cho người và phương tiện lưu thông. Chương trình An toàn giao thông 24 giờ hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.